Lột máy cưa xin chào toàn thể anh em Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024 Cửa hàng lột máy cưa lại xin lên sóng và review cho anh em Một lô máy cơ xích đến từ hàng Nhật Bãi nội địa anh em nha Và trong lô video ngày hôm nay cũng có 9 con máy cơ xích Toàn là hàng Nhật, hàng siêu tầm, hàng VIP cho anh em nhé Và trước khi nói về chi tiết từng cây máy một Thì em sẽ nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em Cửa hàng chúng em thì không cần phải cọc trước Nên là anh em đặt hàng thì hoàn toàn yên tâm anh em nha nên là anh em vui lòng xem kỹ video ưng ừ, con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em qua đường dây 0354392929. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để dưới màn hình rồi đấy ạ. Đấy, anh em chỉ cần nhấc máy lên và gọi cho cả hai chúng em và bảo là anh muốn chốt con D máy nhá. Tại vì lô ngày hôm nay ấy ạ, thì cả hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ D. Từ D1 này, D2, D3 cho tới D9 này anh em nhá. Đấy, anh em ưng con nào thì anh em chỉ cần đọc xem cái mã như thế thôi. Đấy, trên nhiều anh em mẹ nói thì nó chung chung cái mã máy thì nó rất là khó Nhiều anh em không biết hẳn là con máy nó là mã gì và hiệu gì thì rất là khó đúng không Anh em chỉ cần bảo là anh muốn chốt con D máy, D máy là được Đấy, lô ngày hôm nay là lô chữ D anh em nha Và đây là cái tờ giấy của cây máy nha Đây, cái tờ giấy mà em gá dán lên phần tay cầm của cây máy này Đây là giá tiền của cây máy nha Đấy, giá tiền của cây máy, đấy, giá tiền nha Em đã ghi và báo giá công khai hết cho anh em rồi Nên là anh em đặt hàng và mua hàng hoàn toàn yên tâm và anh em thì hàng tới anh em được kiểm kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nên là anh em không cần phải lăn tan anh em nhé cả hàng chúng em thì bao cam kết giống như video cả hàng chúng em nói đó và đây là giá thành của cây máy và giá này thì đã bao ship cho anh em tới tận nhà rồi giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển rồi nhá và tặng kèm cho anh em là một tím mở buji một chiếc rũa và một tô vít chỉnh đấy là ba món phụ kiện kèm theo anh em thấy lô mà hôm nay quá vip luôn anh em hôm nay có cả S tin 021 và st 170 kìa rồi đầu tiên là con d 1 D1 là một con máy cưa xích đó Nakata con này thì cả hàng chúng em đang bán xả kho đó một triệu sáu trăm ngàn đấy thì cái con này à thì em nói sơ qua nhá thì còn riêng con D1 là con máy mới hàng này là hàng máy mới nhá còn riêng cái phần từ D2 này cho tới D9 đây là toàn bộ là hàng nhật bãi hết anh em nha còn duy nhất một con là cái con D1 này đây là con máy mới thì cái con này ấy, thì tại sao mà cả hàng chúng em lại bán chèn máy mới vào đây bởi vì với cái giá thành như thế này để để anh em lựa những con máy bãi ấy, thì thật sự nó rất là khó và nếu mà anh em mua được ấy, thì đại đa số nó là đều là hàng cổ thôi hàng sản xuất rất là lâu rồi và anh em mua phải những cái con đấy ấy, thì nói thật với anh em là sử dụng không bao giờ ngon được và ấy, phụ tùng đến nữa sửa chữa thay thế thì hầu như là không có anh em nhá hầu như là không có nên thay vào đấy em bán những con máy cổ như thế thì cửa hàng chúng em bán những con máy mới như thế này chèn vào cho anh em để cho anh em có nhu cầu là nhá anh em mà về sử dụng ít cắt tỉa nhà thì anh em nên lượm những con máy như thế này mấy con máy này thì hàng chất lượng thì cũng quá là ok cho anh em luôn đó và dòng này thì phụ tùng thay thế dễ dàng anh em nhá anh em không cần phải là to lan tan và cái con này máy thì nó rất là to khỏe để cho anh em về cắt tỉa cắt cả các loại gỗ có trong gia đình nhà mình luôn lam của nó lên đến 55 cm và con này có tích hợp chụp giật trợ lực nha công suất của con này nó là công suất 52 cc cắt tất cả các loại gỗ luôn anh em nha, khai thác keo, chàm cũng có thể khai thác được luôn đó và bán giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn, con này thì xài hai ốc chân lam này đó, xích mới này, lam mới luôn này, xích là xích 72, xích lớn luôn nha lam mặt cắt là còn 50cm, còn tổng thể độ dài là 55cm đó, có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ luôn đây là tổng thể cây máy này, anh em nhìn con này to hàng quá to luôn anh em nhá về cắt keo, cắt chàm thoải mái luôn con D1 anh em là có nhu cầu thì hãy liên hệ nha Rồi qua con D2 là một con máy cưa tay cụt đến từ thiệu Ryobi Ryobi anh em nhé dòng này là hàng của Nhật này Và dòng này thì nó rất là nhiều người ưa chuộng và sử dụng Nên là phụ tùng thay thế rất là dễ dàng nha Anh em sử dụng mấy con như thế này thì không cần phải lan tan về phụ tùng với anh em nha Phụ tùng lúc nào cũng có sẵn cho anh em luôn Đang bán với giá 1 triệu 750 bao ship với tận nhà cho anh em đó, dòng này thì nó là hàng cực kỳ nhỏ nhẹ nhé, cân nặng chỉ tầm khoảng 3kg nên hơn 3kg thôi cả lam xích vào nữa thì tất tổng khoảng ba kg rưỡi gì đó lam của nó này lam của nó đây anh em nha xích thì nó là xích như mới luôn rồi anh em à đây hình như là đây là một sợi xích mới anh em nhá một sợi xích mới cả hai chúng em đã thay vào cho anh em rồi một sợi xích mới luôn anh em nha xích này nó là sử dụng xích chung 91 sử dụng chung với sản phẩm của máy cơ điện nên là anh em mua bán thì cực kỳ dễ dàng và dòng này thì nó còn núm bơm xăng phụ này anh em và tình trạng máy thì con này nó hơi bị mốc mốc một tí này nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cả anh em nha đó, còn nhìn máy quá là ok luôn anh em, đang bán giá 1 triệu 750 Hàng quá rẻ luôn anh em nha Đó, anh em nhìn ông Ryubi ES2930 Ai, Làm thì còn chữ Ryubi luôn anh em nha Xích thì đai xích mới vào luôn rồi, rồi Anh em nhìn cái lam là biết là cái cây máy này nó đẹp cỡ nào anh em nha Đó, thấy không, nhìn người ta sử dụng rất là ít nha Cái chữ hầu như chưa có vết xước luôn anh em Đó, nhưng máy nào xài nhiều mà cái cây lam thì nó sẽ rất là Đôi khi nó không còn tí nước sơn đâu cơ Đấy, còn núm xong phụ đầy đủ hết cho anh em này. Và dòng này nó là dòng siêu nhỏ nhẹ anh em nha, dòng mini. Và con này thì có thể cắt những khúc gỗ mà bằng bắp chân, bắp đùi đổ lại hoặc là đường kính khoảng tầm 10 đến 15 cm đổ lại anh em nhé. biết này Đó, dây giật này hầu như là còn trắng phau luôn anh em nhé thấy chưa và cái dòng này ấy, là cái dòng phân khúc siêu nhỏ nhẹ luôn anh em nhé cầm một tay thoải mái luôn anh em nếu mà anh em có nhu cầu nào mà hay leo trèo trên cao cắt tỉa cành tỉa nhánh đồ linh tinh thì con này rất là phù hợp luôn anh em nhé bởi vì dòng này nó hầu như là nhẹ nhất trên thị trường rồi anh em hàng cực kỳ nhẹ cho anh em luôn anh nha làm Tổng thể độ dài là 35 còn phần mặt cắt còn lại là 30. Đó, rất là phù hợp phải cho anh em về sử dụng. Giá thì cực kỳ hữu nghị cho anh em thôi. Rồi, qua con D3 là một con máy cưa xích đến từ thương hiệu Hitachi. Đấy, lòng này nó là dòng Hitachi anh em nha. Đó. Đây, Hitachi đây anh em. đó là CS35 nha anh em nhá. Con này thì nó xài háo chân lam này, háo chân lam. Lam của con này nó là tổng thể là 40cm Còn phần mặt cắt còn lại là 35cm Đó, làm là nguyên zin của nó Xích vẫn là xích nguyên zin luôn anh em Xích nhìn này, xích còn như Như chưa dùng luôn anh nhang Đó, mắt xích khá dày dặn và to bản Tầm theo cả hai chúng em đánh giá Thì con này nó rơi vào tầm khoảng sợi xích này Từ tầm khoảng 8-90% nữa Đó, có đúng sao phụ đầy đủ này Giá 1 triệu 850 ngàn con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Và cái dòng này nó là dòng cưa hệ gia đình anh em nhé Đó, hoặc là anh em đi làm vừa làm rẫy cắt những khúc gỗ mà chuyên ở dưới đất. Đó. Chứ con này leo trèo trên cao thì không thể xài được con này nha anh em nên xài những con tay cụt như thế kia. Còn con này thì nó để chuyên anh, chuyên cho anh em đứng ở dưới đất cắt. Đó. Nếu mà anh em mới có nhu cầu mà chỉ đứng dưới đất cắt thì lấy con này thì nó thoải mái hơn cho anh nhé. cực kỳ ngon và dòng này phụ tùng thay thế rất là dễ dàng nha anh em không cần phải lăn tăn rồi qua con D4 này D4 là một con máy cơ xích hàng siêu vip rồi anh em đến thì hiệu Singu 301 đó làm thì còn chữ Singu luôn này anh em anh em nhìn thấy nào rồi xích con này là sử dụng xích mini làm con này mà, mà xích khá dày dặn và to bản anh em nhé rồi và con này thì làm của nó là 35 cm phần mặt cất còn lại là 30 có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này giá bán 1 triệu 900 ngàn và tình trạng con máy này này khá đẹp luôn anh em đây, à, nhìn tem này, Còn chữ xin gu nguyên anh em nha. Đó, con này cũng sử dụng là hai ốc chân lam luôn anh nhá. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp một khóa 10. À, chữ xin gu còn nguyên này anh nhá. Tình trạng máy con này quá vip rồi anh em. D4 giá 1 triệu 9 anh em nhá. Về cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Hàng này chuyên về cho anh em về sử dụng gia đình anh em nha. Đó, D4 giá 1 ,9 triệu 9 mang thương hiệu Singu 301 con này thì công suất 30 cc anh em nhé và con này về phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 15 đến 20 đến 25 cm đổ lại anh em nha rồi và nếu mà anh em nào đây thương hiệu Tanaka thì hôm nay lên lại xin sóng cho anh em một con Tanaka đó, Medin Japan anh em nhá. tình trạng con này cũng quá là đẹp luôn anh em, giá hai củ khoai cho anh em. Rồi con này thì lam của nó là 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 cm, sử dụng là sai xích chung 91. Xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện anh em nha. Và con này còn núm song phụ đầy đủ cho anh em này. Đó, con này lam là mặt cắt là 35 nhá, còn tổng thể độ dài là 40. Làm gì đấy chờ, như Tanaka. Quá đẹp, quá chất lượng cho anh em nhá. Và dòng này đó là dòng hệ cơ tay dài cho anh em về chuyên để sử dụng ở dưới đất. Công suất 30 cc à 33 cc chứ. Xin lỗi anh em, công suất 33 cc nha. Và con này thì phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Rồi giật tét nổ cho anh em qua con D5. năm giá 2 triệu đồng cho anh em. rồi qua con D6 là một con máy cưa xích đến thương hiệu Makita cũng là hệ cưa tay dài công suất 33 cc và dòng này nó là dòng cực kỳ vip luôn anh em nhá bởi vì dòng này nó được tích hợp tất là nhiều các chức năng cho anh em có thắng xích này có chụp giật trợ lực này có núm bơm xăng phụ đầy đủ này lam của con này nó là mặt cắt là 35 còn tổng thể độ dài là 40 cm anh em nhá con này nó là thương hiệu Makita thương hiệu này thì nó là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng rồi anh em anh em nào mà sử dụng những cái dòng mà dụng cụ gia đình ấy, giống như máy khoan, máy hàn, máy mắt, à, máy, mấy máy máy mài đồ linh tinh ấy, thì có lẽ là không còn xa lạ với cái thương hiệu Makita này nữa giờ đúng không anh em? Đó và dòng này là dòng chính hãng của dòng nhà Makita và thương hiệu này là thương hiệu Nhật Bản anh em nhá. Giá 2 triệu 200 000 cho con này. Tình trạng này, máy đẹp 90% luôn anh em nha. Tem mát hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên. xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Xích sử dụng là xài xích chung 91 nhá và cái sợi xích này nó rất là đặc biệt cho anh em này đó đến đó nói chung là học thì đến đó anh em mà sợi xích này mà nó có uh, Học hỏng rồi không thể xài được nữa thì anh em mua sợi xích mới nó vẫn có trên thị trường rất là nhiều nhá xích 91 này thì nó ráp vừa luôn còn nguyên zin cái này của nó thì nó là cái sợi xích mắt xích liền kề nhau này anh em anh em nhìn thấy không có mắt nấu luôn anh em nhá đó mắt xích rất là dày luôn đó, nó thiết kế như thế này để cho anh em mà về chuyên cắt tre cắt nứa đấy thì cái này nó không bao giờ bị rắt nữa anh em nhá đó anh em nhìn nó thiết kế rất là bài bản nha đây chữ Makita còn nguyên luôn này anh em đây là tổng thể lam xích của nó nha anh em nhá nhìn nha rất là chất lượng đúng không anh em rồi tình trạng con máy này khá là đẹp luôn hai triệu hai tích hợp với chủ giật trợ lực nên là anh em giật nổ rất là dễ dàng luôn anh em nhé D6 giá 2 triệu 200 ngàn Thương hiệu Makita 10E333 Hàng cực kỳ đẹp cho anh em luôn anh em nhé Rồi qua con D7 là một con máy cơ siêu VIP tiếp Đến từ tiêu Echo Kyrit V3002 Tình trạng đẹp như thiếu thùng luôn anh em nhé Như này phần lam xích này anh em Còn chữ nguyên này anh em nhé Đó lam này Lam của nó là 40 Phần mặt cắt còn lại là 35 anh em nhé đó, sử dụng là xài xích chung chín mớt sợi xích thì còn tình trạng 90% đấy anh em. Đúng oh, riêng phần máy thì con này là hàng siêu vip luôn anh em nhá. Giá 2 triệu rưỡi cho con này. Đó. Công suất của con này nó là 34cc anh em nha Dòng này có xả áp ở đây cho anh em để giúp anh em giật nổ cây máy nó rất là dễ dàng cho anh em luôn. Thắng xích khóa xích có luôn anh em nhá. Đây. Đó, kéo này, bóp thắng xích lên này. Đó, chạy này. Đó, anh em thấy chưa? Đúng rồi, con này nó là xài hai chân la và trực tiếp một khóa 10. Mà tình trạng con máy này thì khá vip cho anh em rồi anh em nhá. Anh em gì đây không? Úi xồi, quá đẹp. Made in Japan này anh em. Đó. Con này thì công suất 34cc, con này thì để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đủ lại anh em nha. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua con này. rất ok đúng không anh em D7 giá 2 triệu rưỡi cho con này anh em nhé rồi qua con D8 và con D9 là hai con máy đến từ nhà Estin này anh em đầu tiên là một con máy cơ xích Estin 170C cái dòng này thì nó khá là nổi tiếng rồi anh em anh em nào mà am hiểu về dòng máy cưa có lẽ sẽ không không còn xa lạ về cái cái máy này nữa rồi đúng không anh em đó con này thì hàng siêu vip cho anh em luôn anh em nha à, A tin 170 c tình trạng đẹp như đóng thùng luôn thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này con này sử dụng là xài háo chân lam nha anh em nhá ai à, xích là sử dụng xích chung 91 mốt, xích chung chung với sản phẩm của máy cưa điện này lam của nó 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 anh em nha đó, quay cho anh em xem cái phần nội thất ở bên trong anh em nhé hàng đẹp như siêu tầm luôn anh em u sổ nhìn này đó lọc gió này con này thì được tích hợp chủ gia trận lực này đó di nguyên zin của nó điện nguyên zin nòng nguyên zin này bô đây đẹp xuất sắc luôn anh em nhé anh em nhìn thấy chưa quá wow, ok đúng không anh em rồi giật tét nổ cho anh em nghe qua con này nhá Con này thì nói chung là nòng của nó là 38 mm và công suất của con này à 37 mm anh em nhé. Và công suất của con này nó là 32 cc anh em nha. màu tầm đẹp xuất sắc cho anh em anh em nhé con này thì nó để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là anh em nào mà kinh phí nói chung là chịu đầu tư nhá thì con này rất là phù hợp cho anh em luôn D8 giá 3 triệu 350 ngàn nhà Ôi, cuối cùng là con D9 là một con máy cơ xích S-TIN 021 Đó, Con này thì giá 3 triệu 8 anh em nha con này thì nó là dòng chuyên nghiệp để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp này Nòng của nó là 40 ml và công suất của con này là 40cc anh em nha Đó, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em Và lam con này nó là sử dụng là lam phần mặt cắt Con này nó được hai găng tay này anh em Đó, được hai găng tay phần mặt cắt anh em nha Sử dụng là xài xích chung 91 Cái sợi xích này thì nó cũng khá là cùn rồi Nếu mà anh em riêng lấy con D9 này thì nếu mà anh em lấy con D9 Cửa hàng chúng em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới nữa anh em nha Dây xích kèm vào cái con D9 này bởi vì cái dây xích nguyên zin của nó thì nó cũng khá là cù rồi cũng anh em. Rồi con này nó sử dụng là xài hai ốc chân lam anh em nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Dòng này thì để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp này hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Tình trạng máy này anh em, cái phần lọc gió này nó rất là dày dặn và to bản anh em nhá. Đó, con này thì về cắt được anh em thì thoải mái luôn anh em về sử dụng khai thác uh, uh, gia đình ấy, cắt những khúc gỗ đường tính khoảng tầm 30 đến 35 cm đủ lại nha anh em nhá. Đó thương hiệu Made in Germany hàng này là, là dòng của Đức anh em phần đây là phần đổ xăng pha nhớt này và bên này là đều nhớt để bôi trơn làm xích ra oh, nổ cho anh em nghe qua Chúng em đã giới thiệu cho anh em 9 con máy cơ xích Anh em nào mà ưng ý con nào thì hãy liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng anh em nha Anh em chỉ cần để lại và báo cho em là anh muốn chốt con D máy D máy là được Và em sẽ đóng hàng gửi đi đến tận nhà cho anh em Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo